Ông nghệ hàm luôn trốn ở trong góc lén lén nhìn thiếu niên mình nghĩ thầm kia mà thiếu niên tao nhã kia vĩnh viễn là thiên chi kiêu tử đứng ở bục lĩnh thưởng đồng dạng ưu tú người lại là hai cực đoan phân hóa một cái thẹn thùng lại tự tiên người một cái ôn nhu mà phúc hắc người hai người họ sẽ gặp nhau như thế nào chương một tiết thứ nhất bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Tiết thứ hai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Tiết thứ ba. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Tiết 4 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Tiết thứ 5 bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Tiết thứ sáu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Tiết 7 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Tiết 8 bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Tiết 9 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Tiết 10 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.